Ê, trước khi về mức nhà lâu chưa như chưa? Để đi bao nhiêu nè? Đi bao nhiêu? Lâu chân, đúng rồi đó, lâu chân. Nhớ nhà không được ỉa nhà tao nha. Ủa mày có tả hả? Ồ, nổ mày tại sao mày mặc underwear của thằng cái đèn hả? Vừa á? Vừa, tao coi đít coi. Tôi đi cả... Ừ đúng rồi, phải đúng ỉa được nhà tao. Rồi ok. Muốn ăn gì? Amy. Muốn ăn gì? Nè, Amy, có đồ ăn này. Đi... Underwear cứng à? Đi 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 cà chắc hả? Ok, tới đây tao lút ra cho. Nè, tới đây là đồ ăn nè. Đậu nè, đi gu vậy. Ôi vấp chưa đâu, ok, để tao tao chữa cho. Lại đây, ngu vậy. Mà quần slip chặt mà không vừa quần slip cái đèn à. Đây, 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 đây. Sorry man, sorry, sorry. Đây, đây, đây. Mày đang chống à? Mày làm mái rồi sao mày muốn chống không? Đúng rồi. Đó, chống đó. Đi. Nhớ nha, không được ỉa nha. Ồ, không sao, mày có tã không? Ok, mày nói bye bác Phương đi. Amy. Amy, bye bác Phương kìa. Bác Phương không có tin. Mẹ, mẹ tao bắt mày đi ngủ giờ. Ok, nằm ngủ đi. Nằm ngủ. Nằm ngủ. Nằm đó, nằm đó. Ừ, không, 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 không. Đó, nằm im, nằm im. Nhớ nha, không được đứng dậy nha. Đứng dậy mà bao giờ tả đó nha. Ok, nằm im. Mày mà đứng dậy tao ăn mày á. Nằm im. Không được nhúc nhích nha. Rồi, đi ngủ đi. Giỏi. Bye đi, bye bác Phương đi. Bye.